và thẳng theo hướng này mình sẽ đến xa cảng miền Tây. Trước khi vô hẻm thì ở vô đường Võ Trường Toản thì chúng ta sẽ nhìn lại khung cảnh ở đầu đường. Và rồi chúng ta tiếp tục ha. Sẽ là những hình ảnh rất quen thuộc đối với cô chú anh chị đã từng ở đây. Và hôm nay chúng ta có dịp nhìn lại. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là dưới chân tòa nhà Thuận Kiều ngày xưa, và bây giờ đó là Garden Mall, một cái siêu thị, một cái mall rất lớn ở quận 5 này, khu vực chợ lớn. Và chúng ta thấy ngày nay có một cái diện mạo khác, một cái sắc thái khác. So với ngày xưa thì một cái tông màu vàng, ngày nay thì một cái màu xanh, màu xanh hy vọng. Quay phim gì hả? Quay phim gì? Quay phim đường phố hả? Quay phim đường phố. Quay mặt ở đây được nha, đứng vô trung tâm để quay nha. À đúng rồi, không có vô. Vô đó là có dễ bậy không ạ? À. Đó. Và ở đây chúng ta đang có mặt ở đây là đường An Dương Vương. Và nhìn bên kia đó là đường Phùng Hưng, và bên kia có một ngôi chợ đó là chợ Thủ Đô. Và hành trình hôm nay em mời bà con mình chúng ta cùng tham gia trong cái chuyến khám phá hành trình trên con đường An Dương Vương, đi đến cái đường Nguyễn Trường Toản, Võ Trường Toản chứ. Đây cũng là một cái comment mà em đã nhận rất là nhiều cái lời yêu cầu trên con đường này, trong đó có cái địa chỉ hẻm 62 Võ Trường Toản. Thì hôm nay nhận một cái buổi có công việc ở khu vực này, và em mời bà con mình cùng tham gia trong chuyến này ha. Chúng ta nhìn bên trái thì có những cái dãy nhà xưa, cặp bên ngôi chợ Thủ Đô. Và thẳng hướng này mình sẽ đi đến cái khu vực bến xe miền Tây, xa cảng miền Tây. Đó, ngày nay thì Garden Mall này trang trí rất là đẹp mà ha. Mà ở trên thì chưa có ai ở. Một cái giống như một cái nỗi ám ảnh của cư dân ở đây vậy đó. Nhưng mà do lời đồn thổi hay sao đó, rồi tự nhiên người ta tin ở đây có ma rồi này nọ, nên những cái chung cư ở đây rất là khó bán. Nhưng mà nay thì ở đây người ta đã sơn sửa lại rất là nhiều rồi. Ở đây là giao lộ Đỗ Ngọc Thạnh, Đỗ Ngọc Thạnh và An Dương Vương. Ở Hồng Bàng chứ, thẳng khu vực này là Hồng Bàng. An Dương Vương thì cái đoạn lúc nãy ha, cái đoạn ở Lương Nhữ Học qua Thuận Kiều này là Hồng Bàng rồi. Xin lỗi các anh chị em nhầm ha. Thẳng bên kia đó là bến xe Chợ Lớn, đường Trang Tử rồi Hải Thượng Lãng Ông. Bên kia có một cái tòa nhà mới vừa mọc lên, mới vừa xây xong cách đây vài năm thôi. Và chúng ta qua đây đó là khu vực chợ Tân Thành, cái chợ bán rất là nổi tiếng về phụ tùng xe máy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua đường ha. Ở đây là dưới gầm của tòa nhà Thuận Kiều. Không hiểu sao một cái con đường nằm ở phía dưới một cái tòa nhà, thành ra nó lạ lạ ngộ ngộ.
cái mặt tiền của cái mall này rất là dài, chúng ta đi từ nãy giờ luôn ha. Mặt tiền đường Hồng Bàng, Thuận Kiều La Giang ngày nay có số 190 Hồng Bàng. Có lẽ là rất là nhiều cái lời đồn thổi trong cái mall này, nên thành ra người ta quy định trong đó không được quay phim. Lúc nãy em đứng ở ngoài quay nhưng mà cũng có người nhắc là không được quay bên trong đó. Nên thành ra nếu mà các anh chị và các bạn nào có đến đây quay thì chú ý ha. Mà hôm nay em không có quay bên trong, chỉ là dẫn các anh chị và các bạn chúng ta cùng đi lang thang ngoài đường thôi. Thì cả bên trong cũng chỉ là những cái quầy thức ăn rồi với lại khu vui chơi. Ở đây là giao lộ Dương Tử Giang và Hồng Bàng. Là quẹo vô bên phải này là chợ Tân Thành, đường Tân Thành đi thẳng bên kia là Nguyễn Chí Thanh, phố Bàn Thờ đó. Và ngày nay ở đây có một cái tòa án mới vừa xây lên xong nè, mới xong cái đây vài tháng thôi. Và chúng ta nhìn bên tay trái bên kia, mình sẽ đi đến chợ Đại Quang Minh, chợ Xói Kình Lâm, chợ vải. Chắc có lẽ nếu mà cô chú anh chị đã lâu rồi không về Sài Gòn thì hôm nay chúng ta nhìn những cái hình ảnh này sẽ rất là khác đây. Giống như chúng ta đang đi siêu thị ở Thuận Kiều đi về nhà vậy đó. Quận 5 cách là một cái quận nằm tiếp giáp giữa quận 8, quận Nhất, rồi quận Tân Phú, quận 6. Quận 5 này cách trung tâm Sài Gòn khoảng 5 km, trung tâm quận 5 cách trung tâm Sài Gòn khoảng 5 km, nằm ở phía tây của chợ Bến Thành. Chúng ta đi tới một tí nữa thì sẽ có cái đường Hà Tôn Quyền, nhưng mà ở đây đây là đường Học Lạc. Đường Học Lạc đi ra bến xe Chợ Lớn ngày xưa nè, và ngày nay đó là trạm xe buýt, trạm xe buýt Chợ Lớn. Và đây là hẻm 218 Hồng Bàng. Đường Võ Trường Toản là cái đường nằm ở giao giữa Hồng Bàng và Võ Trường Toản, cũng nằm ở gần khu vực này luôn. Chúng ta đi qua đường Tạ Quyên, qua đường Hà Tôn Quyền là sẽ tới đường Võ Trường Toản. Một con đường rất là tuy ngắn thôi nhưng mà nó gắn liền với rất nhiều tuổi thơ của rất nhiều cô chú anh chị. Do ông ta đi ngược nắng nên camera nó lấy nét hơi bị chậm. Sài Gòn bây giờ là tầm hơn 4 giờ. Và đây là đường Thả Quyên, một con đường chuyên bán về dây cua ro, dây xích rất là nhiều.
nếu mà các anh chị các bạn ở nhà làm xe tải đó thì muốn mua dây coro, dây kéo gì đó là nằm ở trên đường Tạ Quyên này ha, rất là nhiều luôn, chuyên ở đây chuyên bán. Và bên cánh trái thì cũng có những con đường cũng đi thẳng ra bến xe Chợ Lớn luôn. Bên kia là ngay cổng xe khách Chợ Lớn, ngay cổng bến xe Chợ Lớn ngày xưa đó. Khu này ngày xưa bán rất là nhiều trứng nè, trứng vịt, trứng gà, trứng cút. Chúng ta đi qua đường ha. Đây bán dây điện, dây coro, dây cáp, rất là nhiều luôn. Em rất là vui khi mà được thực hiện cái video này. Tại vì cái video này thì cũng rất là lâu rồi mà em chưa có dịp thực hiện do công việc đó. Rồi thành ra có sự chậm trễ, nên cô chú anh chị thông cảm nha. Ngày hôm nay thì em mời cô chú anh chị cùng lang thang, và do rất là nhiều cái comment nên thành ra em phải thực hiện lần lượt. Trong quá trình đi làm thì tiện cái địa chỉ nào thì em sẽ ghi hình vài địa chỉ đó rồi sẵn post lên gửi bà con cô bác xem chơi cho vui. Và chúng ta đang có mặt ở đây là giao lộ Hà Tôn Quyền và Hồng Bàng. Đường Hà Tôn Quyền chúng ta ngày hôm nay một cái con phố bán rất là nhiều phôi sắt. Nếu các anh chị và các bạn làm nghề cơ khí đó, muốn tiện những cái con ốc vít thì ngoài đây chuyên bán những cái phôi sắt thép rất là nhiều luôn. Và thẳng bên kia là con đường sủi cảo Hà Tôn Quyền ở đoạn Nguyễn Chí Thanh, bên kia chuyên bán sủi cảo. Rồi buổi sáng thì có chợ ở đây, chợ nằm bên đoạn này ha. Và ở đây có một ngôi trường, đó là trường Hồng Bàng, một ngôi trường mới được xây dựng, xây lại thôi. Ngày xưa thì trường này không có hoành tráng như vậy, ngày hôm nay mới được xây dựng lại, có sự thay đổi nè. Cách đây mới khánh thành xong khoảng chừng vài năm đó. Trường Hùng Vương chứ em nhầm nữa rồi, trời ơi. Tiện đường Hồng Bàng, cái trường Hồng Bàng rồi riết rồi, bà con thông cảm nha. Một ngôi trường rất là hoành tráng, là đạt chuẩn quốc gia đó. Trường này xây chắc phải cỡ 2-3 năm mới xong đó. Và chúng ta nhìn lại con đường Hồng Bàng ngày hôm nay nè. Bên kia cũng có mấy nhà đang xây lại nè. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Và đây có những con hẻm. Hẻm này cũng song song với đường Võ Trường Toản luôn nè. Chúng ta cũng gần đến con đường Võ Trường Toản rồi. Hẻm 290 Hồng Bàng. Đi sắp tới đường Võ Trường Toản rồi nè. Bên cánh trái chúng ta có một cái chung cư, chung cư cũng rất là lâu rồi nè.
đó, hình ảnh của chung cư ngày xưa nè. Ở dưới thì có tiệm cắt tóc, rồi mình thấy dây nhợ rất là chằng chịt, dây điện rồi cây khô, rồi chúng ta nhìn thấy hình ảnh rất thân thương nè. Do là những khung chung cư cũ xuống cấp á, nên thành ra mình nhìn thấy những hình ảnh nó hơi phai nhạt. Ta đến đây là giao lộ Võ Trường Toản và Hồng Bàng rồi nè. Mình thẳng qua bên kia là xóm Voi nè, xóm Voi Nguyễn Trãi bên kia. Thẳng bên kia thì có chợ Trần Chánh Chiếu. Và thẳng theo hướng này mình sẽ đến xa cảng miền Tây. Trước khi vô hẻm thì ở vô đường Võ Trường Toản thì chúng ta sẽ nhìn lại khung cảnh ở đầu đường và nhìn những hình ảnh này có lẽ sẽ rất là quen thuộc đây. Những cái nhà này vẫn giữ nguyên kiến trúc mà. Ở đầu đường và trong đây có một cái cụm nhà rất là xưa, là bên cánh trái. Bên cánh phải thì có một cái chung cư. Hình ảnh của cây cột điện và cái trục đường này buổi sáng bán rất là nhiều đồ ăn sáng, hủ tiếu rồi này, hủ tiếu mì, hủ tiếu xào, cà phê rồi rất là nhiều nè ở vị trí này nè. Buổi tối thì có lẽ bán lẩu. Và phía sau đó chúng ta thấy có cái nhà rất là xưa nè, nhà rất là lớn luôn mà hình như không thấy chăm chút gì cho lắm cho cái nhà này, ở cái vị trí rất là đẹp nè. Và ở giữa cái đường chúng ta thấy có một cái đình vẫn như ngày xưa hả. Và đây là số 2A Võ Trường Toản. Đó là cái chung cư đầu đường. Rồi những dãy nhà, những dãy phố nè. Rồi chúng ta sẽ đi bên cánh bên phải, những cái hẻm 62 nằm bên phải. Đây có cái hẻm thông ra trường Hùng Vương lúc nãy nè, hẻm 290 đó. Đây có cái đình. Ở đây mình nhìn giống như phố Hồng Kông vậy đó. Ở đây thì cộng đồng người qua ở đây rất là nhiều. Mình nhìn qua bên kia có chị bán chè. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Sẽ là những hình ảnh rất quen thuộc đối với cô chú anh chị đã từng ở đây. Và hôm nay chúng ta có dịp nhìn lại khu xóm ngày xưa. Và đây số 22 rồi. Nhà có mái tôn. Đây có những cái hẻm, những cái hẻm nhỏ nè, hẻm số 34. Và ở đầu hẻm 62 thì buổi sáng có một cái cô bán hủ tiếu rất là ngon, hủ tiếu người Hoa, tấp mỡ rất là giòn. Đây có cái vườn cây.
đây có chị bán ốc mà. Wow, và hẻm này là hẻm có cây me rất lớn, thông ra đường Hà Tôn Quyền luôn nè. Hẻm xưa. Và con đường này rất là lạ, tại vì ở giữa đường có một cái cụm nhà, rồi có một cái đình. Đây là nhà số 52, cụm thơm xuống thôn xóm ngày xưa. Nếu các anh chị bạn đã từng ở đây thì chắc là những hình ảnh này sẽ rất là quen thuộc nè, không có thay đổi gì mấy trong xóm của chúng ta. Vì đa phần người Hoa thì họ không có muốn sự thay đổi, nên cuộc sống rất là ổn định. Và chúng ta sẽ đi vô hẻm số 62, thẳng bên kia là đường Tân Thành rồi nè. Hẻm số 12 là hẻm bên tay phải này. Và đầu nhà là nhà 60 nè. Nhà cam cam là nhà 60. Và chúng ta sẽ đi vô hẻm 62. Và cùng nhìn lại ngôi nhà số 1 đầu tiên nè. Kế bên là nhà số 2. Nhà số 2 thì đóng cửa rồi. Và cái hẻm này cũng bán rất là nhiều cái ốc vít phôi sắt. Một số hình ảnh ở thôn xóm, đường Võ Trường Toản, hẻm 62 Võ Trường Toản, gửi cô chú anh chị và các bạn chúng ta có dịp nhìn lại. Và đây có những cái hẻm để thông ra đường Tân Thành. Nhà 77 Hà Tôn Quyền rồi. Mình tới đây là hẻm Hà Tôn Quyền rồi nè. Do bây giờ là chiều rồi nên bà con cũng dọn hàng dẹp nghỉ. Không biết trong hình ảnh này có ai là người quen không ha, có thấy người quen không ha. Nếu có anh chị em xin comment nha. Rồi, video đến đây xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Nhân đây em cũng kính chúc các anh chị và các bạn luôn vui khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đây là đường Hà Tôn Quyền. Hà Tôn Quyền, con đường sắt của Sài Gòn. Và cái đoạn này buổi sáng có cái chợ rau củ quả, và buổi trưa thì chợ nghỉ. Rồi, bye bye các anh chị và các bạn. Và nhìn lại cái đường này đi đến cái vườn Võ Trường Toản luôn nè. Hy vọng trong những hình ảnh này các anh chị lại bắt gặp những hình ảnh thân quen của mình, và biết đâu trong những hình ảnh này các anh chị, các cô chú, các bạn lại biết được khu mới, đó là con đường sắt rồi chợ Tân Thành. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.